Xin. Bo ơi, em làm gì đấy? Em ăn mặc kiểu gì hay thế này? Nhảy đi nhảy lại. Bo chào mọi người cái nào. Nào, mặc kiểu gì đấy? Để mẹ sửa lại áo cho con. Đi nào. À thế lâu Bo không chào mọi người. Bo chào cái nào. Bo ơi, chào nào, chào đi. Chào. Nào, chào. Chào. Chào, ôi Bo giỏi thế. Này, thế em đi mua hoa quả cho nó ăn vậy. Hoa quả cho hai đứa nhá. Em hoa quả cho hai đứa. Đó. Mua quả nhá, em ăn gì? Ăn gì mà em chán nhá. Anh ơi, ăn quả ha. Bo ơi, Bo, đứng lên con. Nào, nào. Ôi, Bo ngoan thế. Ngoan hơ, Bo, ngoan hơ. Con dài nghe con dài mặt đến tận nơi. Mẹ cảm ơn con. Mẹ cảm ơn, mẹ còn cái giá nữa, con lấy hộ mẹ mày. Còn cái giá nữa nhá, cái giá nữa kìa, đi đi. Cái giá nữa kìa. Đấy, đúng rồi, cái giá nữa. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xin nào. Xin nào. Xin. 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 Xin nào. Đừng ngẫm nghĩ. Đừng ngẫm nghĩ. Xin. Ngẫm nghĩ gì đấy con? Thế để cho con ngẫm nghĩ nhỉ, không dùng. Chắc là ngẫm nghĩ xem là đi mang bằng cách nào nhỉ? À xin nào. Bo ơi. Bo, xin. Nào. Nào. Xuống. Cầm về. Wow. Oh. Ai ôi. Đi lại đi con. Nào. Bo, lại lấy đi con. Nhanh. Bo. Nhé. Nè, đây lại đánh nó đi. Cứ lại đấy. Lại
đây đi con. Đi đi. Giả giữ đường đi con. Con về. Con về mẹ. Con về. Con về. Vào. Vào. Wow, con nhà mẹ đói lắm, mẹ chim con. Đây nè. Nào, cho lên đây ăn nhá. Đây ăn cao ráo nhá. Đây, đây, đổ đây. Đây, ăn dễ nhờ. Rồi, để ăn cái tình cảm chứ. Này, bà nội ăn đây nè. Mẹ cắt ra hai đứa nhá. Vừa đi mua được ít măng cụt này về cho hai bé ăn nhé các bạn. Thực ra ở nơi mình ý, thì cái măng cụt này, những cái hoa quả hiếm này rất là khó mua các bạn ạ. Nên là mình phải đặt hàng mua được đây này các bạn này. Bà. Này bà ăn quả này đi này. Quả măng cụt. Thank you.